tôi đâu? Trả lại con cho tôi. Con tôi đâu? Trả lại con cho tôi. Con tôi đâu? Xin các người trả con lại cho tôi. Con tôi đâu? Trả lại con cho tôi. Con tôi đâu? Xin các người trả con lại cho tôi. Con đã chuẩn bị dự án kinh doanh để thuyết trình hôm nay chưa? Mẹ yên tâm, con đã chuẩn bị xong hết đầy đủ rồi mà. Ừ, tốt. Còn tráng thuyết phục người ta. Bây giờ các cổ đông là yêu sách dữ lắm. Người nào không đồng ý thì cứ rút, con không quan tâm. Con nói vậy sao được? Công ty mình chưa đủ mạnh nên vẫn cần đến họ chứ. Dì Bảy ơi, có gì ăn sáng không? Con đói bụng quá. Mẹ. Ủa, mẹ bị bệnh hay sao mà hốc hác quá vậy? Đêm hôm qua, dì lại la hét cả đêm. Mà con đó, cũng hốc hác đâu có kém gì mẹ đâu. Bây giờ phải tính sao được chứ? Cứ tình trạng như vậy, chắc cả nhà mình bị điên mất. Con lại đi chơi cả đêm à? Con đi nhảy. Khuya quá con qua nhà bạn con ngủ luôn. Cô đã lớn rồi, sao phải để cho mẹ lo lắng hoài vậy? Con có trai trên gái dưới đâu mà mẹ lo. Con đi cũng là công việc thôi. Từ lúc cái salon của cô khai trương đến bây giờ, cô có bán được chiếc nào chưa? Ủa, buôn bán phải có thời gian chứ. Xe hơi chứ đâu phải món đồ chơi vài chục triệu đâu. Mẹ à, mẹ coi lại cách làm ăn của nó. Coi chừng cái công ty Hương Ban của mình phải góp vốn vào cái salon của nó. Đó là việc của em, không cần anh phải xen vào. Hai đứa thôi không cãi nhau nữa được không? Mà anh hai con nói đúng đó. Con phải thu xếp thời gian để báo cáo cho mẹ biết kế hoạch kinh doanh của salon. Ok, giờ nếu mẹ rảnh đi với con nè. Bích Thương, ăn sáng rồi hẳn đi. Chị đem phần ăn sáng đưa cho anh hai ăn. Ăn một phần không có đủ đâu. Hai đứa thiệt tình. Mẹ coi đó. Dì Tú, dì đem đồ ăn sáng lên phòng cho nó đi. Dạ. À, Gia Lân muốn ăn cánh gà chiên nước mắm. Trưa nay dì làm cho nó ăn giùm tôi nha. Dạ. Mẹ đi lên công ty trước đi. Dạ. Chết rồi Gia Thành ơi. Thằng Gia Lân nó té từ trên lầu nữa rồi. Sao thằng này nó té hoài vậy? Có gì nghiêm trọng không? Chảy máu tùm lum hết rồi. Con lấy xe hơi ra chở nó đi bệnh viện băng bó đi. Quậy quá. Thiệt là mệt với nó. Kêu taxi chở nó đi. Thằng Lân nó bị té cầu thang. Mẹ phải ở phòng khám coi nó là sao. Con chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị giúp mẹ nha. Dạ, con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm. Thằng Lân nó bị té thì có gì quan trọng đâu. Sao mẹ phải mất công ở lại với nó? Con nói vậy sao được. Dù sao nó cũng là máu mủ của ba con mà. Dạ, thì con có nói gì đâu. Chẳng qua con thấy ở đó có dì Tú và Quế Lan trông nom rồi. Thì mẹ chỉ nhắc con vậy thôi. Dạ, con biết rồi.
Dạ chào giám đốc. À, Ngân hả? Sau khi họp xong, lên phòng của anh có chút việc nha. Dạ. Như những gì đã nêu á, chúng ta có tập đoàn cà phê Indo bao tiêu sản phẩm. Nên kế hoạch tiêu thụ từ nay chúng ta không phải lo lắng gì hết cho đến 3 năm. Nghe qua thì cũng thấy hấp dẫn đó. Nhưng với mức giá theo biên bản thỏa thuận thì tôi thấy chúng ta không có lời. Và với dùng nguyên liệu như hiện nay thì việc giao hàng đủ và đúng hẹn cũng là cả một vấn đề rồi đó. Cô Bình nói đúng. Con số là chỉ để hình dung kế hoạch thôi. Còn khi bàn bạc cụ thể, chúng ta sẽ điều trần với đối tác thêm. Như vậy thì cũng chưa có gì rõ ràng hết. Tôi định chờ số liệu cụ thể rồi đưa ra ý kiến của mình sau. Quý vị thấy thế nào? Đúng, đúng. Chúng tôi cũng đang muốn xem kế hoạch cụ thể. Chị Hương á, có lẽ là nắm rõ vấn đề hơn cậu. Tôi và mẹ tôi thì có khác gì nhau chứ? Khác chứ. Vì tôi biết chị Hương 20 mấy năm rồi. Còn cậu á, chỉ mới đây thôi. Theo tôi á, thì cậu cần học hỏi thêm nhiều. Cố gắng đi. Và tôi không muốn gì cậu mà danh tiếng cà phê Hương Mang này tiêu tan. Cứ chờ đi. Ai tiêu tan rồi sẽ biết. Vô đi. Mình yêu nhau 3 năm rồi phải không anh? Em định thư với gia đình, chọn ngày làm tháng tốt để... Không được. Anh còn nhiều việc ở công ty, phải giải quyết cho xong mới được. Chuyện công ty thì làm sao giải quyết hết được. Còn chuyện của tụi mình... Thì cũng vậy thôi. Làm sao mà chấm dứt được. Mà... hôm nay có chuyện gì mà em thấy sắc mặt anh buồn quá vậy? Bà cô của em đó, bà cứ kiếm chuyện gây khó khăn với anh hoài. Cô Bình em làm gì anh vậy? Bà tác động với ban giám đốc, không thông qua kế hoạch kinh doanh của anh. Thiệt là bực mình. Em sẽ có cách nói với cô Bình. Anh đừng có lo nữa. Anh nghĩ trong tình trạng này, nếu như mà mình công khai ra mặt với bà thì làm cho em rất khó xử. Vậy tính sao? Hay là ở dưới Sài Gòn đang mở chi nhánh của công ty, em tạm thời xuống dưới đó làm một thời gian được không? Em phải đi sau anh. Công việc mà. Đó cũng là cách hay nhất để cho em giúp anh. Chịu khó xa nhau một thời gian. Còn chuyện kia thì ngày đó cũng sẽ đến thôi. Anh phải về thôi. Em đẹp ơi em đẹp. Hôm nay Lân vô bệnh viện á, gặp bác sĩ, gặp y tá. Đẹp quá trời đẹp luôn. Để em nấu cơm cho anh hai ăn nha. Lân không muốn ăn cơm, Lân muốn ăn cánh gà chiên nước mắm hả? Quê làng,
con đi xuống kêu dì Tú nấu cháo cho Gia Lân ăn. Dạ. Gia Lân, con ngồi xuống đây chơi đi, lát nữa ăn cháo rồi uống thuốc nha. Lân không thích ăn cháo, không thích uống thuốc. Lân muốn ăn cánh gà chiên nước mắm. Không có, Lân đi ngủ à. Em đưa Lân đi ngủ đi. Đi đi con. Mẹ, Gia Lân sao rồi mẹ? Chụp CT không bị gì cả. Nó chỉ bị khâu mấy mũi trên đầu thôi. Nhưng cũng còn phải theo dõi. À, anh hai con về chưa? Anh đi đâu làm gì làm sao con biết được? Còn con, giờ này con tính đi đâu nữa? Con có mối khách hàng cần giới thiệu mua xe. Mà hôm nay con thấy mẹ như muốn bệnh thì phải. Mẹ có bị sao đâu. À, chuyện của con với cậu Tâm ra sao rồi? Chuyện con là chuyện gì hả mẹ? À, thì cái chuyện cưới xin của con đó. Con chưa muốn đeo găm vào cổ đâu mẹ ơi. Mẹ đừng có lo, con đi sớm về khuya một mình. Anh Tâm lúc nào cũng đưa con về đó mẹ. Thôi mẹ ngủ ngon nha. Con đó, riết rồi mẹ không hiểu nổi con nữa. Tại sao mà cứ nói đến chuyện chồng con là tránh né là sao? Bằng tuổi con á, là mẹ đã có anh hai con rồi đó. Bởi vậy á, mẹ lấy chồng sớm mẹ mau già đó. Con đi nha mẹ. Gia Lân. Con đi đâu đó? Con muốn ăn cháo. Con lộn xộn quá. Thôi, để má hai đưa con đi ha. Dạ. Đau không con? Cô nghe đây. Sao thức khuya vậy hả con? Con nhớ cô lắm. Cô đang làm gì vậy? Trời, ngày nào cũng gặp mà kêu nhớ cô. Cô đang xem lại tài liệu của công ty. Con... Gì vậy? Có chuyện gì vậy con? Hình như con có chuyện gì khó nói phải không? Dạ, con định hỏi cô chuyện này. Con nghe anh Thành nói là cô phản đối kế hoạch hợp tác với tập đoàn Indo Cafe. Sao vậy cô? Ừ, kế hoạch không khả thi vì Gia Thành không tính đến trượt giá. Luôn cả việc được hay mất mùa cũng không được tính đến nữa. Chưa kể trong điều khoản ràng buộc phải có phần bồi thường 20% giá trị hợp đồng. Nếu như mình trễ hạn giao nguyên liệu trong vòng 15 ngày. Nếu chưa đồng ý thì mình có thể bàn bạc lại mà cô. Cô không biết con đang nghĩ gì hết. Con nghĩ cô đang chống đối bà Hương hay Gia Thành thì sao cũng được. Công ty này cũng có phần hùng của cô nữa mà. Dạ. Con xin lỗi cô. Thiệt tình là con thấy khó xử quá. Cô cũng không muốn làm cho con khó xử đâu Ngân à. Cô đã nói rồi. Con nghĩ gì chỗ này đi. Thì lúc đó hai cô cháu mình không còn phải cân nhắc nặng nhẹ trong mối quan hệ với cậu Thành nữa. Con... Dù sao con cũng làm việc ở đây lâu rồi. Dạ, có chuyện này con muốn hỏi cô. Chuyện gì con cứ nói đi. Anh Thành, ảnh cử con xuống quản lý văn phòng đại diện ở Sài Gòn đó cô. Vậy là nó muốn tách hai cô cháu mình ra đó. Con có đồng ý không hả Ngân? Dạ. Như vậy là con đồng ý rồi chứ gì. Dạ. Thôi, con ngủ sớm đi. Rồi có gì ngày mai hai cô cháu mình gặp nhau. Dạ con chào cô. Con bé này rồi nó sẽ khổ vì thằng Thành thôi.
Cà phê năm nay được mùa, đạt sản lượng tốt đó chứ. Nhưng tôi chỉ sợ bà Bình đưa việc này ra hội đồng quản trị. Trái xanh nhiều quá. Tôi... Chú cứ yên tâm, tôi có cách giải quyết. Mẹ tôi vốn cũng không ưa bãi. Thôi đi. Ủa, chị Hương. Chị Điệp. Chị khỏe chứ? Khỏe. Có bàn cho mình không? Vẫn bàn xưa gốc cũ, đâu có ai dám ngồi. Ồ, cũng hai mươi mấy năm rồi mà chị vẫn giữ được quán như xưa, hay thiệt. Cái này gọi là hồn của quán. Ừ. Mà chị hẹn ai vậy? Để tôi đoán thử coi. Một ông ngoài 50, phong độ. Trời, chị nghĩ tôi hồi xuân sao? Ngược lại là đằng khác. Ừ, sao giống như là chị tự hẹn với chính mình vậy? Ờ. Đúng là chỉ có gặp chị tôi mới thấy thoải mái. Thật ra là có một người quen cũ. Ừ. Ai vậy chị Hương? À, lát nữa chị gặp là biết liền à. Ừ, chị làm tôi hồi hộp quá à. Uống gì để tôi pha nè. Chị cho tôi một tách cà phê nóng nha. Rồi, chị lên bàn. Dạ, ngồi dạ. Đi. Tôi nói thật, tôi không muốn chống đối hay cản trở ai hết. Tôi cũng là cổ đông mà. Không lẽ tôi muốn công ty này sập tiệm? Nhưng tôi nghe có người nói chị đang muốn thao túng công ty. Thì con trai chị nói chứ ai. Ai nói cũng được. Nhưng tôi chỉ muốn chị hiểu là tôi không muốn ai làm lũng đoạn công ty và làm mai một thương hiệu cà phê Hương Băng. Có gì mà căng thẳng vậy chị Hương? Tôi bình thường mà. Tôi muốn chị suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Có gì mà phải suy nghĩ. Hai mẹ con chị, kẻ đấm người thì xoa. Thằng Thành nó đẩy con cháu tôi về thành phố để mà rảnh tay thao túng công ty. Tôi biết hết á. Nhưng tôi tưởng gặp chị thì sẽ giải quyết được chuyện gì. Ai dè phí cả một buổi của tôi. Chuyện gì mà căng thẳng vậy chị Hương? Nghĩ tình anh Thiện, tôi muốn bàn bạc thiện chí với bả, mà bả lại sững cồ lên. Nhiều khi á, hận tình còn dây dưa tới bây giờ đó. Chị chẳng hận tôi thì thôi, bả hận cái gì? Ngu sao hận. Nếu á, mà tôi hận á, thì mấy đứa nhỏ đâu có lui tới thăm viếng tôi. Nếu mà không có mấy đứa nhỏ, chắc tôi buồn nẫu ruột rồi chị ơi. Cha, con gái cưng của ba đang làm cái gì đó? Ba, con đang nấu đồ ăn. Ba ơi, hôm nay mình ăn thịt kho hộp vịt nha. Cha, nghe hấp dẫn ghê nha. Ba, ba lên thay đồ đi rồi ăn cơm. À, mà ba ơi, đang có lũ lụt ngoài miền Trung á. Công ty mình có đi làm từ thiện không ba? Có chứ. À, con muốn đi hả? Dạ. Lần này có mấy công ty kết hợp chung công ty. Nếu con đi á, thì đại diện cho công ty mình. Nhưng mà ba có đi không? Ba còn phải giải quyết mấy cái hợp đồng tháng trước. Nếu con đi chung á, thì con đại diện cho công đoàn nghe. Dạ được. Thôi ba lên thay đồ đi. Mà chừng nào thằng Phú nó tới? Dạ, anh ấy nói là tới sớm phụ con á, mà giờ này chưa thấy đâu hết. Cái thằng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lề mề. Nhưng được có cái nó giỏi. Ba này, tối ngày binh ảnh không à? Vậy con muốn ba không binh nó phải không?
Anh Hai, anh Hai có chuyện gì vậy? Anh Hai, anh Hai. Con ma ở đâu? Áo trắng ghê lắm. Có chuyện gì vậy? Dạ chắc cô Lân nằm mơ thấy ma. Tại sao trong nhà này bày đặt cái chuyện ma cỏ cơ chứ? Em đẹp, có chuyện gì vậy? Em đẹp, con không muốn ngủ đây. Em đẹp, dắt anh đi chỗ khác ngủ đi. Quế Lan, có chuyện gì vậy Quế Lan? Anh Lân nói có ma. Mệt quá đi thôi. Đi làm cả ngày mệt mỏi, về ngủ không yên nữa. Hai đứa đi về phòng nghỉ đi. Còn cái chuyện ma cỏ này á, thì mẹ phải điều tra cho rõ ràng mới được. Đi về phòng ngủ đi. Dạ. Dạ Lân. Bây giờ con ngủ nha. Con ngủ nha. Má Hai sẽ đi bắt con ma nhốt lại cho con nha. Nhốt. Ừ, nhốt. Ha. Chưa già. Dạ. Chưa đây ngủ với Gia Lân nha. Dạ. Dạ. Còn Quế Lan, con đi xuống hầm ngủ với mẹ Chi nha. Dạ. Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười. Con ước gì con cũng giống như má, khỏi phải nghi ngờ, lo lắng gì hết. Những lúc có tôi và mặt chị, nhìn tôi khi lúc tôi má hát bài khác đi má, bài này buồn quá. Dì Tú, dì Tú chưa ngủ nữa hả? Hồi nãy thấy con buồn cho nên dì qua nói chuyện với con nè. Dạ con cảm ơn dì. Bắp nè, cho má con ăn đi. Có gì, con đỡ tủi thân quá. Hoàn cảnh của dì cũng giống như con vậy, cho nên dì thương con lắm. Chia sẻ được cái gì là dì chia sẻ hết á. Má, má thích ăn bắp. Bắp nè má, của dì Tú mua đó. Nè má. Anh Thiện mua cho em hả? Anh một trái nè. Em một trái nè. Cô bé nửa trái. Má cứ nhắc tên lần hoài gì Tú. Em đẹp. Ai đó? Anh Thiện hả? Sao con không ở tỉnh ngủ mà xuống đây làm gì? Xuống đây hỏi em đẹp làm toán. Làm toán mà sao không thấy tập dở? Chắc tại anh Lân nhớ má con gì Tú. Để con dẫn anh lên nhà nha. Hơi, hổng không lên nhà đâu. Lên nhà có con ma ghê lắm không? Gia Lân, nói tầm bậy không à. Má Hai mà biết con xuống đây là má Hai đầy đó. Không đi đâu. Ai đó? Phải anh Thiện không? Không phải đâu má, là anh Lân đó má. Lân nào? Lân nào? Lân là ai? Má lại quên nữa rồi. Bây giờ rồi. Đi đón anh Thiện. Cô bị nó xấu quá rồi. Má. Má ơi. Anh Bi hết sốt rồi má. Anh Bi đứng đó kìa má. Cô Bi hả? Không phải. Không phải là cô Bi. Không phải đâu. Trời, không phải cô Bi. Điên mấy chục năm rồi mà cũng không chịu tỉnh giùm cái nữa. Còn chị ở đây nè, chị còn kiếm ở đâu nữa? Thôi chị đi ngủ đi. Còn Gia Lân, theo dì lên lầu. Lân không đi đâu. Bây giờ dì kêu Gia Thành xuống dẫn con lên, chịu không? Sợ Gia Thành. Nghỉ tay ăn cơm anh em ơi. Tới giờ ăn cơm rồi.
Rồi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. À, trước khi ăn cơm trưa, tôi xin báo cho anh em một tin vui. Vậy là hôm nay mình ăn mừng khánh định. Ừ, chứ sao? Nè, đúng như vậy. Gara của mình vừa trúng một cái hợp đồng bảo trì xe cho công ty cà phê Hương Bang. Vậy là khỏe rồi hả chú? Lỡ có ế thì chỗ đó cũng đủ phát lương cho thợ, đúng không chú? Cái thằng tôi thì định tìm thêm hợp đồng cho anh em, nhưng mà chỉ sợ là anh em làm không xuể thôi. Trước mắt thì cứ vậy đi ha. Dạ. Sau này mình tính tiếp. Dạ. Rồi, dạ. Rồi, ăn cơm. Dạ. Chiếc này được nè. Chứ mình phải đổi ngay chiếc này thôi. Alo, anh Hai hả? Có chuyện gì không vậy anh? Bà tính mua xe hả? Không dám đâu. Tính hỏi em một việc. Em còn quen với Tâm không? Sao anh Hai hỏi lạ ghê? Tụi em vẫn đang mặn nồng với nhau mà. Tưởng đâu em chia tay với nó rồi chứ. Chia tay cái gì? Sao tự nhiên anh hỏi vậy? Anh chưa bao giờ thấy em quen ai quá 2 năm đâu. Anh đó, anh vừa phải thôi. Cứ làm như em lăng nhăng lắm á. Cô không có lăng nhăng, mà chỉ đa tình thôi. Thì cũng bằng với anh thôi. À, mà Vũ Thanh Ngân sao rồi anh? Nghe nói anh đẩy con người ta xuống lãnh cung hả? Ai nói vậy? Tội chết à. Anh cần người giỏi giang quản lý công việc ở Sài Gòn. Ngoài Thanh Ngân ra thì ai làm được chứ? Có vậy thôi. Anh á, đúng là người ăn ở có phước đức á. À, còn vụ anh Tâm, anh lại có kế hoạch gì nữa đây hả anh Hai? Anh thì lúc nào mà không có một kế hoạch. Quan trọng là làm sao để thực hiện được thôi. Anh cần Tâm một chút, nhưng mà không liên lạc được. Em có thể liên lạc với Tâm giúp anh không? Ok. Nhưng hai người gặp nhau á, đừng có nói xấu tôi à nha. Ai làm vậy? Anh chỉ muốn hỏi Tâm về vấn đề giải thế chấp thôi mà. Vậy đem gọi cho anh Tâm tới đón anh nha. Ok. Thank you. Bye bye anh. Lãi suất đó hơi cao. Chẳng lẽ mày không đặc biệt cho tao à? Đâu có được mày. Luật á, áp dụng chung cho mọi thành phần. Vậy lại ngân hàng đâu phải của tao. À, nhưng mà mày cần tiền để làm gì? Cưới vợ. Hả? Cưới vợ thiệt hả? Thiệt. Dạ. Thành. Mày nhìn cái gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy mày? Đẹp. Biết ai không? Tao còn lạ gì nữa. Ông đó là Trần An Thích, là cổ đông của công ty tao, và cũng là chùm buôn gỗ ở tỉnh này. Còn cái cô đi chung, nếu không lầm thì chắc là con gái rượu của ông ấy. Ừ. Nhưng còn cái thằng đi chung là ai vậy? Đó là Quỳnh Phú. Nghe đâu á, nó mới đi du học ở Pháp về. Và tương lai á, nó có thể là rể của ông An Thích. Mẹ. Lâu quá mẹ mới đến chơi. Mẹ đến gặp con hay là có chuyện gì vậy? Mẹ đến để hỏi về việc kinh doanh của con. Thế con ham thích xe hơi. Mẹ nghĩ là con sẽ chú tâm vô công việc. Nhưng mà ngược lại, hình như con thích đàn đúng hơn thì phải. Dạ đâu có mẹ.
Mẹ cũng biết kinh doanh xe hơi á, thì phải quen biết mấy đại gia lớn. Lôi kéo họ là mối ruột của mình, nên con mới giao tiếp, gặp gỡ. Mẹ không biết, lúc con du học ở bên Anh á, con có học hành gì không? Mà sao mẹ thấy không yên tâm một chút nào hết? Vậy con trả lại cái salon cho mẹ đó, con đi ra ngoài làm công cho người ta. Con biết cách nói quá ha. Con biết đó, mẹ không muốn con cái của mẹ đi làm công cho ai. Gia Thành á, giờ cũng làm giám đốc. Còn con á, làm chủ cái salon Bích Thương. Út Phương Hạ thì cũng làm chủ cái shop hoa tươi. Còn Phương Quỳnh, mẹ cũng đang lo cho nó. Mẹ chỉ mong sao khi mẹ về với ba con cái của mẹ đứa nào cũng phải thành đạt. Mẹ yên tâm đi, con không làm mẹ thất vọng đâu. Lo là lo cho anh hai kìa. Alo, mày hả? Mày lấy thông tin giùm tao các sở thích của cô Hương Giang. Con gái ông Trần ăn thích và Quỳnh Phú hiện là bạn trai của cổ. Mày hiểu chưa? Biết làm gì rồi chứ? Ok, anh yên tâm. Nhưng mà em còn phải chỉ cho đám đệ tử nữa đó anh Thành. Cứ làm xong việc đi, tao không để chúng mày bị thiệt đâu. Hẹn anh chú cũ bên Cambodia nha anh Thành. Mày cẩn thận quá. À, cẩn tắc vô ưu mà anh. Bye bye anh. Có vẻ bận rộn quá ta. Tớ là tớ vô tư, bảo kiếm sắc phong lên đường, vào ra ngóng trong tinh bạc, năm canh mơ mỏi mòn như đá giọng phu, giọng phu giọng. Bộ muốn làm chinh phu hả? Hát chơi thôi mà Tú, chứ giờ này còn chinh gì mà chinh nữa. Vậy vợ con lúc này sao rồi? Vợ con gì nữa hả Tú? Ủa, sao nghe nói ông có vợ ba con với Sài Gòn mà. À, đúng rồi, có vợ, có con. Nhưng mà có hai con là hai con mắt đây nè. Cái ông này, cái tật nó lắc nó lơ mà không chịu bỏ. Vậy Tú tính thì khi nào nghỉ hưu? Tôi có làm việc nhà nước đâu mà nghỉ hưu. Ê, thì về nhà cho con cái nó báo hiếu, hưởng tuổi già. Bộ tôi già lắm hả? Chưa già, nhưng mà rồi sẽ già. Cái ông này thiệt tình đấy nha. Tôi mà có già hả, là tôi đi với bà chủ vô trại dưỡng lão luôn. Hả? Bà chủ tính vô trại dưỡng lão hả Tú? Ừ, tôi nghe bà chủ nói vậy á. Ờ. Mà bà chủ còn muốn đi tu nữa kìa. Ờ, muốn đi tu hả? Dì Tú, thì ra dì ở đây, con tìm dì nãy giờ. Cô kiếm tôi có chuyện gì không cô? Con thấy tấm hình này trong phòng đọc sách nè, mà không biết là ai nên tới hỏi gì đó. Tôi cũng không rành nữa. Tấm hình này chắc là lâu lắm rồi đó. Nó bị ố vàng hết trơn, tôi nhận không có ra. Nhưng mà con thấy người đàn bà trong tấm hình này giống dì Quế Chi lắm. Còn người đàn ông này thì cũng không phải là ba của con nữa. Là ai vậy dì? À, tôi cũng không biết nữa. Để tôi ra mở cổng. À, cô Út, bà chủ về rồi đó. Đem tấm hình đi để lại chỗ cũ đi. Để con đi hỏi mẹ con. Mẹ, mẹ mới đi làm về hả? Ừ. Mẹ ngồi đi. À, mẹ mệt không? Mẹ cũng hơi mệt. Ủa, hôm nay con không ra shop hoa à? Vậy còn anh Gia Lân đâu con? Dạ,
Chuyện sắp hoa thì con để cho Quế Lan coi rồi. Còn anh Gia Lân, ảnh chạy đi đâu chơi, con cũng không biết nữa. À, mà mẹ, con có chuyện này muốn hỏi mẹ nè. Chị Hương ơi, chị Hương, có chuyện rồi chị Hương ơi. Chuyện gì? Giờ chị phải đi, giờ nhìn thấy mà được. Cái gì? Đi, đi chị. Sao đến nông nỗi này vậy con? Con bỏ nó đi, cô tìm người khác cho. Không có gì đâu cô, anh Thành anh vẫn thương con mà. Con thì lúc nào cũng có gì đâu. Hôm qua cô gặp bà Hương rồi đó. Vì chuyện của con hả cô? Không, họ vu cáo là cô thao túng công ty, cản trở việc kinh doanh. Phải chi cô đừng có trông thành viên sáng lập thì đâu có chuyện như hôm nay. Ý con là sao? Con muốn cô phải chạy trốn người ta một cách hèn nhát như vậy hả? Dạ, con không có ý đó đâu cô. Ngân à, con cũng không còn ai ngoài cô, mà cô cũng vậy, nên cô không muốn gì người ngoài mà hai cô cháu mình phải mâu thuẫn với nhau. Con xin lỗi cô, tại vì con thấy buồn quá. Sao con chuẩn bị đi Sài Gòn mà cô không thấy thằng Thành đến thăm con vậy? Dạ, con có gọi điện cho anh Thành nhưng mà anh không bắt máy. Chắc là anh bận đó cô. Từ lâu cô đã cảnh báo với con rồi, nó là một thằng đểu cán, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, con có hiểu không? Con không sao đâu cô, cô yên tâm đi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Ủa, hình như nhìn anh hơi quen quen. Em gặp anh ở đâu rồi đúng không? Cái thành phố này nhỏ xíu à, mọi người gặp nhau ai cũng thấy quen quen mà. Hình như là cô ở đâu mới chuyển đến hả? Dạ không, không phải là chuyển đến, mà là chuyển về lại. Mình có thể gọi bằng tên được không? Hương Giang. Còn anh? Mình là Giả Thành. Hân hạnh được biết Hương Giang. Mời Hương Giang ngồi. Giang thường ra đây tập thể dục lắm hả? Dạ, còn anh? Mình thì thỉnh thoảng thôi, đến đây thư giãn. Hôm nay thật là may mắn. Tại sao lại may mắn? Vì hôm nay gặp được một người đẹp như Hương Giang đây. Anh nói làm da mắc cỡ quá à. Nhưng mà hình như chúng ta có duyên với nhau hay sao á? Hả? Cho mình chính thức được làm quen với Giang. Xin lỗi, Giang có điện thoại. Alo, anh Phú hả? Em nghe nè. Dạ, anh cứ để hết con dốc là thấy em liền à. Dạ, bye bye. Anh Thành ơi, Giang có bạn đến đón. Giang về trước nha. Chúc Giang vui vẻ nha. Dạ. Hẹn gặp lại.
Chào em. Alo. Đại ca, hắn là Quỳnh Phú, con trai ông chủ dược cổ Phú Gia. Mày biết cách làm cho nó biến mất rồi chứ? Đại ca muốn nặng hay nhẹ? Càng nặng càng tốt. Dạ, em biết rồi. Chào đại ca.